Xin chào anh em. Và cái ghế này thì nhà mình bán nhiều lắm, lâu lắm rồi. Thế nhưng mà hôm nay đến mới nhớ ra là nhiều anh em cứ hỏi mình là clip như kiểu xem đâu ấy. Tại là thấy trên Face bạn đang bán ấy thì cứ hỏi clip, thì đây mình bóc hôm nay về hàng thì bóc cho anh em, gửi đến anh em một con ghế quay để nhiều anh em ở xa có thể tham khảo được. Đấy, xem chất lượng nó như thế nào và vì sao nó lại đắt. Thật ra thì sẽ có nhiều anh em chơi cam lâu năm ấy, thì với cái giá này thì anh em bảo là rất là hời. Đấy, hoặc là thậm chí là còn bảo mình bán phá giá. Thời gian trước con này là 1,2 triệu, nhưng bây giờ thì không hiểu sao lý do thì bên kia họ tăng giá thì nó thì mình phải tăng theo thôi, nó lên 1,4 triệu. Đấy, tuy nhiên với nhiều anh em chơi cam, thậm chí là nhiều anh em chơi mới chơi ấy, thì sẽ thấy có những cái ghế lây trồ ấy, thì ở Việt Nam mình thì là rất là chuộng lây trồ 2. Đấy, thì ghế thấy những cái ghế lây trồ 2 nhà mình cũng đang dùng nhưng không có ở đây, không có ở đây thì bảo là có 500-600 nghìn là ngồi ưng lắm rồi, mới thích lắm rồi. Thì thật ra thì so sánh nó khó, bởi vì là mỗi một ghế nó có những cái tác dụng, mình có làm video ấy, nó có những cái xu hướng ngồi hoặc phong cách ngồi nó khác nhau và giá thành nó cũng khác nhau. Đấy, thì đây mình bóc con ghế này ra xem là nó có những gì mà nó lại là 1,4 triệu. Đấy, thì đây, mình kéo nó bị sai bên đi này rồi. Ai thì nó là con ghế như thế này. Đây 1,4 triệu. Nha. Sao nó lại đắt? Cái thứ nhất anh em có thể nhìn vào đây, chất liệu vải. Cái vải này thì chắc là người hỏng, vải không hỏng. Đấy, anh em có thể thấy đây. Đây. Rồi đây gỗ này. Độ đây là nhôm này. Đây, anh em có thể thấy nhìn này, cái nhôm này nó làm này. Đấy. Đấy thì nó đắt hay nó rẻ nó ở cái chỗ như thế. Đấy, độ hoàn thiện, độ chắc chắn. Đấy, cái đây anh em nhìn từ những cái đây mình quay đây. Đây những cái chỗ khớp lối này này, thường thường những ghế khác những cái này nó thường là nhựa. Thì đây anh em nhìn đây nó là inox. Đấy, rồi đây là nhôm. Làm tỉ mỉ. Đó, đầu bọc đồ biếc. Rồi, ngồi. Thì không biết nói thế nào. Nhưng mà mình phản hồi từ khách hàng thì anh em bảo ngồi khá là ưng. Tất nhiên là nhiều anh em có sử dụng những cái ghế cao cấp hơn thì những anh em đấy có sử dụng rồi nhé, và đều phải nói là tất nhiên là con ghế này không bằng những cái ghế cao cấp đấy, nhưng với giá thành như thế này là quá ok rồi. Còn đâu có những anh em mà trước thì cũng dạ cũng như kiểu mình ấy, đi từ hàng bình dân lên như kiểu mới đầu chơi thì bao giờ cũng ưu tiên giá thành rẻ rồi hợp lý rồi các thứ, rồi sau một thời gian sử dụng thì mình chơi đồ mà bao giờ nó cũng cứ nâng cấp dần lên, thì anh em ngồi thì anh em lại bảo là như này là rất là chắc chắn, rất là thích, rất là ưng ngồi thế này thế kia. Đó thì là do là cái mức độ tầm tiền của mỗi người, nhưng đến cái tầm như thế này thì mình đánh giá mình thì cũng không được ấy nhiều, mình thì không được sở hữu nhiều ghế xịn hay là ấy, nhưng mà mình đi cam thì lại cũng cái tính hóng hớt ấy, thì hay đi đến những cái anh em có đồ ngon ấy thì mình hay ngồi mình hay thử, thì là giá như thế này mình khẳng định luôn. Và thậm chí nhiều anh em chơi với mình lấy hàng về mình bán, anh em đều bảo là chú đang phá giá thị trường. Đấy, thì ấy, thì vì sao nó như thế mình quay lướt qua. Còn đây, đây đây nhá, ở đây tiện luôn có một con ghế. Đây. Ghế này thì cũng có thể gọi là rẻ tiền đi, bởi vì sao? Bởi vì là nó chẳng có thương hiệu gì, nó thậm chí là ấy. Thì hồi đấy mình mua nhá, mình mua là thanh lý của đơn vị cung cấp ghế lớn luôn. Luôn mình mua về mình đi được đúng một chuyến cam về mình bán lại luôn, mình cũng thanh lý lại cho anh em rồi, lỗ mua hai chiếc và thanh lý hai chiếc bằng ngày xưa mua một chiếc. Đấy thì là tại làm sao mình thanh lý luôn và ngồi, cái thứ nhất là nó không phù hợp với phong cách ngồi của nhà mình. Di chuyển thì nó đây anh em có thể thấy, nhìn thì nó có vẻ gọn nhưng khi để lên ô tô ấy nó sẽ rất là vướng, nó rất là khó để, nhìn thì tưởng gọn nhưng thực ra trong quá trình mình xếp đồ ấy thì nó lại vướng, bởi vì là cái kiểu gấp gọn và chiều dài xếp nó sẽ được nhiều, còn gấp kiểu này này dựng thế này cũng khó mà để làm đè lên cũng khó, nên là mình đổi thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ọp ẹp, mình ngồi mình không thích. Đến nhẹ như mình nhé, mình chưa đến 60 cân nhưng mình cảm giác ngồi cái vải này này, mình bảo là như thế này mà như kiểu người mà nặng cân ấy, tầm một tạ chẳng hạn, 90 một tạ gì đấy ngồi thì chắc mà cái này chỉ vài bữa là nó sẽ rách, nó sẽ hỏng rồi. Nó lại
đây, những cái này nó là sắt chứ nó không phải là nhôm. Nó người ta quảng cáo rồi sách nó nhẹ nhưng thực ra là người ta làm mỏng thì nó nhẹ thôi. Đó đây anh em có thể thấy này, đây nhá, ghế này mình mới, đây anh em này, mình dùng này, mình còn chưa cả bóc cái này một lần nào. Mình chỉ mới chỉ ngồi một lần thôi nhưng đây này, nó han này. Đấy. Đấy. Nó han hết. Và những cái đầu này là đa phần nó làm đây, kết nối này, nhìn này anh em nhìn này, cái này nó mỏng dính. Nó chỉ là cái miếng thép mỏng thôi. Đó. Mình không bảo cái ghế này là xấu hay là kém hay là gì, bởi vì là giá thành nó rẻ. Cái ghế này nó còn không bằng cái giá của cái ghế này, nó không bằng cái số lẻ của cái ghế này. Thì cái này là cái thứ nhất là do tầm tiền, cái thứ hai là do mục đích sử dụng của mỗi người nó khác nhau. Cái những cái ghế này nha, mình thấy anh em đi cam xếp lên cùng với cái bàn nhôm hoặc cùng với bàn gỗ chụp ảnh cực kỳ đẹp. Mình cũng thấy mọi người chụp rất là đẹp, thế là mình mới mua về để ngồi. Thì tất nhiên là khi mà mình thử một cái gì đấy thì thường thường mình sẽ mua đồ rẻ trước để mình thử xem nó có hợp không, và nó không hợp với phong cách của mình thì mình thanh lý đi thôi. Đấy. Rồi nhiều anh em bảo là mua một con ghế hay như kiểu nhiều anh em hay sử dụng mới chỉ sử dụng một mẫu ghế thôi, sau đó thấy nó như kiểu mới sử dụng một mà đã khẳng định là con ghế đấy là hoàn hảo, là phù hợp nhất, là ok nhất. Thì mình khẳng định luôn, mỗi một cái ghế họ thiết kế ra đều có những mục đích sử dụng khác nhau. Đấy, phù hợp với mỗi một đối tượng sử dụng. Đấy, là người sử dụng khác nhau. Đấy, ví dụ như con ghế này ngồi đứng, ngồi ăn uống nghỉ ngơi rất chi là thích. Đấy, nhưng mà bảo là để nghỉ ngơi ấy thì lại không thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì nó đây nó tựa đúng ngang lưng này. Đây mình quay cho anh em xem. Nó tựa đúng ngang lưng như này thì ngồi một thời gian nhé, ví dụ như ngồi mà muốn chiêu chiêu hoặc nghỉ ngơi mà như là không nghỉ ngơi được, không chiêu được. Đấy, rồi còn có cả cái ghế này ngồi, ghế này chỗ 2 mà lần trước mình có quay một video, ngồi nó võng lưng xuống như thế này, ngồi như thế này thì rất là thích. Nhưng mà bảo anh em ăn uống ấy, ngồi mà ăn uống ấy, thì lại không thích. Đấy, thì nó lại đẻ ra thêm những con ghế như thế này. Đây, nó lại đẻ ra những con ghế như thế này. Đấy. Ngồi thì chắc chắn không thích bằng lay chỗ 2, bởi vì là cái tư thế mà ngồi giống như cái ghế lay chỗ 2, nó nhiều ghế lắm, lay chỗ 2 nó cũng có ghế như này mình nói thôi. Cái loại phổ thông mà nó võng võng xuống ấy, ở đây mình không cầm ra nên là mình khó nói. Đây thì nó cũng, đây nó cũng nghỉ ngơi như thế này. Đấy, thích thì anh em có thể ngồi thẳng lên ngồi ăn cơm được thoải mái. Có rồi, nó lại sinh ra những cái ghế mà cái này nó có thể hạ được này, cái này nó có thể hạ lên nằm ngửa rồi đủ các loại tư thế. Nó mỗi một con nó có mục đích sử dụng khác nhau, mà bây giờ anh em lại bảo là con này hoàn hảo, con kia không hoàn hảo. Mình khẳng định luôn, chẳng có con ghế nào hoàn hảo, kể cả con này cũng thế thôi. Đấy. Đấy, bây giờ ví dụ như con ghế này mà anh em chơi dạng solo camping hoặc là đi gia đình mà cốp nhỏ thì làm sao mà chơi được con ghế này? Bởi vì sao? Bởi vì đây anh em có thể thấy, để mình gấp vào cho anh em xem. Đây. Nó gọi là gọn thôi. Nó gọi là gọn thôi chứ nó cũng không gọn. Bây giờ một con xe cốp nhỏ, ví dụ như anh em đi i10 hay Morning hay Fadil, cái con này mà nhét vào cốp, nhà 4 người nhét 4 con như này hết cốp rồi còn đâu nữa mà đi đâu nữa, mà ngồi được cái gì nữa, đúng không? Thì nên đến lúc đấy anh em này phải lựa chọn những cái ghế bé. Đấy, đắt hay rẻ nó phụ thuộc vào thương hiệu, nó phụ thuộc vào độ hoàn thiện thì mình không nói, nhưng mà mình chỉ nói là cái mức độ mục đích sử dụng và nhiều cái nó quyết định đến. Nên là nhiều anh em khi mà bàn luận cứ gân cổ lên bảo là nó là hoàn hảo, nó là thế kia ấy, thì mình khẳng định luôn đấy là do anh em chưa tiếp cận nhiều ghế thôi, chưa tiếp cận nhiều thứ thôi. Đấy. Đấy, thì hôm nay làm cái clip nho nhỏ chia sẻ với anh em về con ghế này. Thì nhiều anh em bảo là không có video, dạo này nắng lắm không đi đâu được, nên là ngồi nhà quay cho anh em một ghế. Đấy nhá, làm clip gửi đến anh em thế thôi. Xin chào anh em.